Hello, xin chào tất cả mọi người. Tôi là Mai Thanh, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho chị em. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách sử dụng cái sản phẩm chăm sóc da cơ bản của bên sản phẩm Dr. Lady bên công ty Box Group nhé. Đầu tiên thì chúng ta sử dụng đó là lớp tẩy trang nhé. Tiếp theo thì chúng ta sử dụng đó là sữa rửa mặt. Bước tiếp theo chúng ta sử dụng đó là nước hoa hồng nhé. Bước tiếp theo chúng ta sử dụng đó là serum làm trắng da.